khô. Đây mọi người khai thác vào tháng 5, tháng 6 và sấy khô vào giai đoạn tháng 8, tháng 9. Sấy khô cái này mất khoảng 1 tháng và cái chất lượng của khô với tươi nó có những khác nhau. Khác nhau là gì ạ? Hai cái dễ tươi thì mình khi khô. Thứ hai nữa là gì? Tức là khi mà chúng tôi sấy thì nó dùng cái công nghệ mà tương đối cao của Liên Xô cũ và nó giữ được gần như là 100% so với cái tươi. Thì nó có cái tiện lợi để bảo quản một lúc. Khi mà sử dụng cái nguyên liệu này thì trước mắt là chúng ta phải tạo hết các lớp lông, chúng ta phải tạo hết cho nên lớp lông này nó sẽ cách lớn, nó không tốt đối với sức khỏe của người. Vậy nên là cái này là mọi giá phải tạo. Tạo xong thì chúng ta có thể cải tạo ra lát. Tuy nhiên là cái nguyên liệu khô Sigari mà trong túi 50g, 100g hoặc là nguyên liệu khô ban can là dùng cái lát này để bắn vào túi. Trên mỗi một cái sản phẩm thì nó có cái thương hiệu của chúng tôi đây là công ty EcoSiberian và có cái hệ thống website. Qua đây thì các bạn có thể này vào đây có thể xem được hết tất cả các thông tin của sản phẩm và các trang trại của chúng tôi bên ngoài EcoSiberian.com. Thì nhiều nhiều có sự nghiệp khai thác cái gì có cái dài cái ngắn thì theo cái độ trưởng thành của con nhiều cũng như con nhiều nó trưởng thành như con nhiều nó chưa được to thì con nhiều này là bên đây gia tăng cái loại sung mãn nó còn có thể ở bên thứ tư thì cái lúc đó sung mãn còn thì cái sưng nó cũng còn mặc dù to như này nhưng mà rất mềm. Có mỗi cái đoạn dưới này là nó hơi cứng một chút, còn bình thường là bên trong nó đều màu nó khoảng như thế này. Đây là bên trong của cái viên. Có cái đoạn này nó hơi đoạn dưới thì nó sẽ màu nó hơi trắng. Cái còn về cơ bản là bên trong nó đầy đủ nước. Thế chúng tôi đã sẻ ra để mô phỏng cho các bạn thấy là bên trong nó hút khô rất nhiều. Năm thì công ty chúng tôi khai thác được cái số lượng nhưng mà nó lớn. Ví dụ như một năm cái nguyên liệu thì chúng tôi khai thác được khoảng trên 20 tấn, trên 20 tấn tươi thì cái khô mà tính ra nó cũng được 60 tấn. Còn cái sừng nhiêu để làm nấu cái cao văn nông thì một năm chúng tôi khai thác được khoảng 50-60 tấn cung cấp ra cho thị trường Việt Nam, thị trường Trung Quốc và thị trường Hàn Quốc, nhưng mà chính thì vẫn là thị trường Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc là cái thị trường như các bạn biết nó là cái nơi mà tỉ trọng người đứng cho nên là họ có nhiều những phương pháp công nghệ để tạo ra những sản phẩm mới để phục vụ cho người tiêu dùng. Và nói đến cái hàng về nguyên liệu Sigari thì người Trung Quốc và người Hàn Quốc rất thích, bởi vì thứ nhất là gì, cái không khí ở đấy nó trong này tiêu nó trong sau chăn trong cái trang trại bán hoang dã, cho nên là tất cả những cái điều kiện sống của nó gần như là hoang dã. Cho nên cái chất liệu của nguyên ở Sigari nó cũng khác so với nguyên liệu người khác. Có thể là nói là nhưng nó sẽ không mập như hàng mà một số cái nước khác trên thế giới. Tuy nhiên là khi mà nó không mập như thế thì đồng nghĩa việc là nhìn nó cũng không được bắt mắt. Tuy nhiên là cái hoạt chất ở trong thì người ta đánh giá cao cái chất lượng của những người sử dụng. Giống như các bạn lấy cái con gà công nghiệp, cái đấy, con gà ta, gà công nghiệp thì nó nhìn nó đẹp, nó mập mạp, nhìn nó mũm ấy. Tuy nhiên là đi ăn thì nó sẽ không ngon một cái con gà. EcoSiberia cũng là tự hào là cái đơn vị mà làm chuyên nhất về các sản phẩm túi nhựa và nghiên cứu chuyên sâu để tạo ra nhiều những giá trị phục vụ cho người tiêu dùng Việt. Đây là những cái thứ mà khô thì có thể là một chúng tôi đáp ứng một phần là để cho khách hàng. Tuy nhiên, ví dụ như nhà nguyên rượu thì người ta có thể dùng những loại bột thì người ta dùng những loại lát, nhưng mà loại này thì trên các các loại là khi làm được cái loại này là phải làm rất là sạch đây. Thứ hai nữa là khi mà lông nó sẽ bị hỏng một phần. Thế còn cái thứ lát thì các bạn có thể dùng nguyên rượu được nghiền ra trực tiếp, nghiền rượu mà ăn hoặc cho vào trong ra cái này, hoặc làm
động vật, chim, gà, tim lợn, đùi gà, thịt lợn đều được. Cũng từ những nguyên liệu này chúng ta kết hợp với một số nguyên liệu khác, ví dụ như là nước tiêu khô, Singapore, ví dụ Singapore là qua giai đoạn khai thác nước, nó bắt đầu cái sừng nó cốt hóa rồi, nhưng mà trên cái lớp sừng nó còn một cái lớp lông mong manh như vậy, thì bây giờ nó cứng lắm rồi, nhung nhưng mà nó già một tí lắm. Nhưng mà bọn tôi nghiên cứu ra để nhìn lại tạo ra cái sản phẩm của Singapore. Đấy. Trong những chế phẩm của chúng tôi là có một là nhung nhu này, hai nữa là Singapore này, ba nữa là nước khô và cao bao năm. Thì chúng tôi cam kết là tất cả những sản phẩm của chúng tôi khi đưa ra thị trường đều lấy cái gốc là nguyên liệu là nhung nhu, là những chế phẩm được công nhận đạt được. Và chúng tôi kết hợp với công ty cổ phần dược phẩm Trung Nguyên, tổng công ty hóa dược Việt Nam và công ty cổ phần sản xuất Trung Nguyên Biotech để ra nhiều những sản phẩm mới và đợi tới này sẽ có mặt ở trên thị trường. Thì hy vọng là với những chia sẻ ngắn như thế này thì giúp quý vị có thể một phần nào đó hiểu được thêm về những hoạt động của cũng như là những cái mở kinh doanh sản xuất của công ty chúng tôi. Xin kính chào quý vị, mời hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo của chúng tôi. Còn quý vị có những thông tin truy cập vào trang website của chúng tôi nha. Trang ngay trang chính thống là newsvn.com và newsvn.com và nhiều cái trang web khác ở dưới thông tin của newsvn. Còn là điện thoại theo số là 02462529225. Đây là thông tin của chúng tôi. Còn là khi mà tôi cứ có thể mua hàng ở trên Shopee, ở trên website hoặc là điện thoại trực tiếp hoặc là qua hệ thống đại lý của chúng tôi ở trên bệnh viện trên toàn quốc. Thì hệ thống đại lý của chúng tôi, nhưng mà quý vị mua đấy thì mua sản phẩm của EcoSpray thì nó khá là minh bạch về thông tin, minh bạch về nguồn gốc nguyên liệu, minh bạch về tất cả những giấy tờ để xác minh chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hy vọng là qua cái video clip này cũng sẽ nhiều các bạn mà mong mỏi sử dụng những sản phẩm bổ dưỡng, bổ huyết, gốc cho xứ. Thì đây là cái cơ hội để các bạn có thể là tiếp cận với một cái sản phẩm mới và độc đáo của EcoSpray.